thân xa gì. Cha luôn giữ biện thuyết hơn người, vươn xa thành Ấn Độ ngày xưa, gia đình trường xa quá xa, trong làng có lễ nguyện cầu. Ông Đề Xa biết tin mừng vui khi hiện thế đã có mang rồi, danh xá lời Phật bần hiền nhân nên ngài học giỏi tinh thông, bao người kính phục tài năng. Khi lên 15 tuổi, tinh thông và uyên bác, bao kinh thư đã thông suốt. Thế gian quy phục ngài, các kinh thư về đà, đi thuyết luận bao khắp nơi. Thuyết pháp duyên sinh rời tan biến, khi nghe xong bài kinh ấy xuất ra theo Phật liền, kính xin cha mẹ mình trọn lời nguyện theo Thế Tôn. Khi ngài tu cấp cô động viên, Di Đà kinh Phật thuyết cho ngài, chỉ có ngài thấu triệt bài kinh, duyên làm Phật thuyết pháp môn cho người tu tập về sớm. Phần thuyết